Ok, ngon lành. Giờ mình biết bay đi, chúng Vision cũng biết bay nữa mọi người. Mình quên mất chiêu của con Polaris thì nãy giờ. Hồi xưa mình cũng hay chơi lắm. Sáng nay mới bị sếp chửi mọi người. Hàng quá nè, mình làm bên công ty chuyển phát nhanh á, cho nên hàng quá nó đi không tốt. Cái bị sếp la. Xong rồi cái chơi ngay cái con mình thích chơi nhất. Nhưng mà bởi vì mình thích chơi nhất cho nên mình biết cách counter. Đó là pop. Không, mình thật ra cũng không có cách counter con này nữa. Hình như Mantis nó bị giảm sức mạnh rồi. Hồi máu cũng mất đi, đau cũng mất đi. Đứng cao quá dễ bị ăn cám lắm nha. Nhược điểm của con Mantis á là cái tầm chiêu không có xa, cho nên là nếu như mà bị pop thì nếu như mà nó tiến lên nếu nó xài chiêu á thì nó cũng sẽ bị pop. Từ từ Vision cứ lên spam đi. Đó, phải khéo búng mày cái đi, rồi hút chiêu bùm. Đó, nó đi lại gần đó. Chiêu 1 sẽ tạo ra cực dương, còn chiêu 2 sẽ tạo ra cực âm. Đó, thì nếu như cực dương với cực âm đứng kế nhau á thì chắc chắn là cái này là tạo khiên cho đồng đội, xong rồi sẽ tạo dấu trừ lên đó. Mình hơi chậm tay. Thôi, chia sẻ tiếp. Nói chung là mình không có gì nói nhiều nha. Bữa nay thì bị sếp la nè. Xong rồi cũng hên là chiều đó đưa sếp đi đưa sếp đi coi phòng, cho nên là hai người cũng bình thường lại. Thực ra sếp la mình cũng không có dám nói gì đâu. Thế ra mình nên siêu rồi spam chiêu. Siêu rồi spam chiêu thì nó hợp lý hơn. Nè, ví dụ như nè. Coi chừng chiêu búng mất người nhện. Mình cũng quên mất người nhện có chiêu gì rồi. Nè, đi lên siêu spam chiêu. Nè, siêu nè. Siêu cái gì nữa ta? Siêu xong spam chiêu. Mà spam chiêu như thế nào mình phải vừa chơi vừa suy nghĩ. Nè, đó. Không được. Nếu như pha đó mà spam trúng con Mantis thì hay. Đứng lên, đứng cao lên. Đó, di chuyển rồi được. Spam chiêu. Đó. Không dính hả ta? Búp khiên. Xong ném chiêu 2, ném chiêu 1. Đúng rồi, ném chiêu 1, ném chiêu 2. Có như vậy thì mới tiết kiệm được thời gian. Nhưng mà hình như ném chiêu 1 nữa. Khoan. Dính, kéo sư tuân. À, tụi nó tách nhau ra cho nên. Ok. Bình tĩnh men. An ally hero has been defeated. Siêu. Giờ 1-2-2-1. Bắn bùm. Đúng rồi. Quan trọng là ủa sao cái gì đâu vậy? 1-2. Ok. Bút siêu 3-1-2. Ê siêu, mình có tăng tốc nha. 1-2. Nó đau vậy? Nó quật mình. Cay thế này. Xui thiệt. Không. Pha đó mình hơi hừng. Cái gì? Tăng tốc. Protect ally turret. Siêu 1-2. Reinforcements have arrived. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh mà chơi.
đó, không kịp tay kìa, mà cái chiêu búp đó nó cũng chậm nữa, thiệt tình á. Người ta cần là cần gì, thôi bây giờ cứ đứng từ xa pop pop thôi, đừng có chơi hừng quá. Mình có thể không spam chiêu 2, có thể 3-1, cứ 3-1 mà spam thôi. 3-1 hết à. Ừ. Sao mình cứ pop thôi, pop thôi, pop, pop được cái nào pop. À, chiêu cuối là một cái chiêu khá là bá. Nó đẩy hai đứa ra. Búp. Chiêu lên cưng. Không trúng. Rồi, rồi, rồi. Đang quen quen dần cách chơi đó. Dính. Đó. À. Thích nó. Ê, ê, từ từ man. Chà, cay thế nha. Ủa cái gì vậy? Ủa tụi nó đâu ra dữ vậy? Protect ally turret. An ally turret is under attack. Mất dạy thiệt chứ. Gặp ngay tim gà. Chơi gặp ngay tim gà hoài luôn. Hai bên kia có Wen Wu kìa. Nó đau ra. Từ từ ba, má ba nội này chơi kiểu gì á. À, bên kia có cái con đó như là con gì đó. Con Darius gì đó mọi người. Chém, xong chém nữa, chém xong chém nữa. Chém xong chém nữa. Game này chắc em xóa mọi người. Cố gắng đừng để chết thêm thôi. Để gọi là lấy vinh dự thôi. Nói chung là độ cơ động của mình cũng có. Tại vì mình có stun. Chỉ có chiêu 1 để mà tải đối trần thôi. Còn mấy chiêu khác thì mấy chiêu khác thì đều tạo ra dấu. Chiêu 1 tại dấu cộng, mấy chiêu khác tại dấu trừ. Để như búp vào một con nào đó, xong mình xài chiêu 1 chúng thì con nó nhảy vô trong đa tim thì choáng hết. Đó. Protect ally turret. An enemy hero has been defeated. Double KO. Yeah. An ally hero has been defeated. An ally turret has been destroyed. Từ từ thứ ba. Legendary. Better get that victory streak. Miếng về, mày chết chắc. Protect ally turret. Tại vì con đó nó có hồi máu, con Legendary. Executioner, cái con mà nhân vật đóng á, là trong The Boy á. Không mà con Wendy Wu đó ghê thiệt, chưởng. Ừ, chỉ có chiêu 1 là tẩy dưới cộng thôi. Nhớ vậy thôi rồi. Cũng không nhất thiết là phải nhớ chiêu nào phải xài làm sao nhá. Chiêu 1 là tạo dấu cộng. Má đau vậy ta. Game này mình ghét là như đó. Không có con nào nó có cái tính hoàn hảo hết trơn á. Con nào cũng phải đứng quá gần hoặc quá xa. Rồi, trưởng luôn. Đầu tiên mình cũng không có con đó nè. Con này có thể nhảy vô nè. Rút kìa.
xa đi trời ơi. Chơi nữa cũng không thể làm gì nha. Dưới bị push hết rồi kìa. Protect ally turret. Attack. Gì? Chữa một chết luôn hả? Ừ, có lâu lại không? Lại chứ. Chết. Nào, Quen Wu. Văn Vũ, Văn Sương, Văn Sú, Văn Súng, Văn gì đó, đờ mờ đó. Protect ally turret. Mình ăn hả? Không. Tìm ăn. Victory streak luôn hả? Con chuột nó làm cái trộn nó làm cái gì hỏi ăn dữ trời. Thôi, rồi tôi mới bắt đầu chơi chuyện. Cứ đẩy con gấu đen á. Tại gấu đen á. À, thua. Nhìn tôi biết thua rồi. Nó trưởng kìa. Chuyển vậy rồi chơi. Đó, đúng rồi. Hay quá. Team mình cũng được dạng team lay. Team gian lay á. Mình bị cái nhược điểm là mỏng thôi. Chứ búp đờ thì cũng được lắm nha. Có tăng tốc nè, đó. Rồi có stun nè. Ai gượt theo đứa nào thì mình chỉ cần búp chưa một xong. Thả cái chi đó là kéo. Từ từ mẹ. Từ từ mẹ. Lên. Lên đây. Dính. Hay quá. Yeah, bà ơi. Má bà nội đã tóc biến lên không để làm bằng vệ nha. Ngồi đây. Bóc nó, đúng rồi. Một mình nó đẩy hết, nát cái nhà kìa. Nè, lại xích đao con Executioner coi tim. Đó. Chạy đằng trời. Chạy đâu? Đúng rồi, cái tim trong tim á, phải có cái con búp búp như là Caray lại. Caray lại ta. Không phải mình. Đây lên nè. Ê ba. Ba nội. Đúng rồi. Má mà mình nhốt con người ta vô trong chó rồi. Đúng rồi, bước lên, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Hey, game này mà thắng thì đúng là chạy cho thì luôn. Hay quá. Ủa gì, đập cái một banh bữa ra. Sợ gì nó, tao búp cho nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Úi dạ. Nè, hồi nãy không tăng cái con lính đó, đứa nào ngu quá trời, không biết chơi hả? Tăng cái con lính là được rồi. Khùng ghê. Ừ, về đép đi. Một đứa về đép. À, lôi. Nè. Bóc. Retreat. Dính. Bóc. Không, mình chơi cũng dễ thiệt. Ai lại gần mình, cái ulti cái là xong. Mình chừa một pha ulti đẹp đi. Đào. Nói mình bị khùng hả, con đĩ mèo trộm. Trời, bật ulti lên chi vậy mà nội. Đúng rồi. Bật ulti đi, bật ulti đúng không? Bóc đó.
Chạy. Chạy, chạy, chạy. 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 Margaret chạy đi. Margaret lên đam nhiều quá cho nên yếu quá. Nhưng thôi Margaret cũng thuộc dạng mạnh á, mà còn execution này nó mạnh thiệt mọi người ơi. Thua rồi. À, ra, chồm lùi ra, chồm lùi bắn hết. Đó, chồm lùi ra, chồm lùi bắn hết. Nhưng mà chồm lùi chơi phải cẩn thận chút. Chồm lùi phải đi sát nách mình nè. Xong mình kẹp vô nách rồi mình đưa. Mình kẹp vô nách rồi mình ấy, cái gì? Tao biết làm gì? Mà à, làm sao mà ăn kịp, rồi bị phát hiện mẹ nó rồi. Chết. Chết ba. Mệt ba nổi chồm lùi nó thiệt luôn á. Chơi gì mà liều lĩnh vãi lòm luôn. Chúng chồm lùi cũng mạnh nhưng mà chồm lùi chơi liều quá. Đó. Dính. Ồ. Oh. Cái chưởng nó đau thiệt á mọi người. Dính nè. Rồi không có chồm lùi, không có chồm lùi thì làm sao. Đó, đúng rồi. Đó, tụi nó kéo lẫn nhau, tụi nó stun lẫn nhau. Đó, đúng rồi. Ơi, từ từ, búp cho con chồm lùi. Từ từ, mẹ nó. Bắn đúng rồi, bắn đúng rồi. Chết. Chồm lùi chơi liều quá. Chồm lùi chơi lùi vãi luôn. Ủa mình có chơi đánh hẹn đâu.